Hello mọi người, hôm nay em sẽ ăn mừng được kênh được 1.000 sub nha mọi người. Ăn mừng với lại rất là đơn giản, mì xào đó, mì xào với lại nước tương với lại trứng nè mọi người ơi. Đấy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em từ đó đến giờ nha mọi người. Thank you. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm một món ăn là mì xào nha mọi người, rất là đơn giản luôn mọi người ơi. Nó là gồm cải ngọt nè, cà rốt nè, bào ra nè, cắt nhỏ, ba gói mì Hảo Hảo và 2 quả trứng gà, thêm một tí hành lá nữa nha mọi người. Nếu mà mọi người muốn ăn ngon thì có thêm một tí hành tây vô cũng được. Đấy. Giờ bây giờ mình bắt đầu khâu xào nha mọi người. Khâu chuẩn bị mình đã làm sẵn rồi. Chuẩn bị bước chân vào bắt tay vào làm thôi. Đây, cà rốt, hành lá, trứng, mì. Mình thì thích nhất cái mì Hảo Hảo nha mọi người, nên là mình sẽ làm mì Hảo Hảo. Và đây là cải ngọt nha mọi người. Đó. Bắt tay vào làm thôi. Let's go. À, mọi người ơi, mình chuẩn bị nha mọi người. Trước tiên là mình phải trụng sơ mì trước nha, rồi xong mình mới xào. Mì mình trụng xong rồi nha mọi người. Đó, rồi bắt đầu là mình chuẩn bị vào khâu xào nha mọi người. Quay nha, bắt đầu mình xào nha mọi người. Mở. Cho vài tép tỏi vào cho nó vàng lên. Tỏi cho nó vàng vàng tí nha mọi người. Bắt đầu bốc mùi thơm lên là bắt đầu mình thả rau vào. Tiêu cho cải ngọt vào một tí. Đảo đều tay mọi người. Tiếp theo là cà rốt. Cho nó mềm một tí, lúc đầu là mình nêm tí hạt nêm. Cho một tí hạt nêm cà no nha mọi người. Thêm ít dầu hào vào.
sa tế của mì nha mọi người. Cho cả hai bọc vô là ăn hết bài rồi. Cho nó có màu. Cải bắt đầu chín, cà rốt cũng bắt đầu chín rồi. Đầu là mình cho mì vào. Chèn đều lên. Cho một gói bột nêm thôi nha mọi người. Ba gói mì nhưng mà em cho một gói bột nêm thôi là rất là mặn rồi. Rồi. Đầu cho củ hành vô luôn. Trộn đều lên nha mọi người. Đúng rồi, nó khét chảo. Ok. Bây giờ là đến khâu chiên trứng nữa, là mình thả xuống là mình ăn được rồi nha mọi người. Bây giờ đến mình chiên trứng nha mọi người. Chiên trứng này chín xong là mình bỏ lên trên mì xào là mình ăn là được rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh. Nếu mà mọi người thấy hay, video hay á, thì hãy cho em một like và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tí nữa em sẽ đem mì này ra ngoài công viên ăn. Quá đã, quá đã. Đây nha mọi người, em đã hoàn thành cái thố mì xào rồi với trứng nè mọi người. Bây giờ em đi ra công viên ăn đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hello mọi người, hôm nay em sẽ ăn mừng được kênh được 1.000 sub nha mọi người. Ăn mừng với lại rất là đơn giản, mì xào đó, mì xào với lại nước tương với lại trứng nè mọi người ơi. Đấy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em từ đó đến giờ nha mọi người. Thank you.